Mời các bạn ăn nha. Ngon lắm các bạn ạ. Bên trong này rất là ngon. Ngon lắm luôn các bạn ơi. Và bim bim awesome from bom ngon nha các bạn nhá. Bim bim này họ gọi là phòng tôm thì thấy con tôm ở đây thì họ gọi là phòng tôm nhá. Tôm mà ngon úp hẳn vào mồm luôn. Cái này là của phòng tôm Indonesia các bạn ạ. Ngon quá. Con tạm biệt các bạn đi. Được các bạn nha. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ hộ mình.